Khi đi thuê trọ, có nên tin hoàn toàn vào những lời nói của chủ nhà hay không? Câu chuyện hôm nay là một trải nghiệm kinh hoàng của một đôi bạn trẻ khi đi thuê trọ ở quận 10. Bạn này đã từng kết bạn Facebook với mình khá là lâu rồi. Bạn cùng với bạn trai của bạn có đi thuê một căn phòng trọ trong một con hẻm nhỏ trên đường Ngô Gia Tự, quận 10 á. Chỗ này thì nó gần cái vòng xoay Lý Thái Tổ và Ngô Gia Tự á mọi người. Cái ngày đầu tiên khi mà chuyển vào cái phòng trọ này á, bạn có cảm giác cái phòng này nó rất là âm u luôn. Tại vì căn phòng này á, nó chỉ có duy nhất một cái giếng trời để đón ánh sáng thôi. Và bản thân bạn cũng rất là yếu bóng vía, cho nên những cái nơi nào mà có âm khí nhiều á, thì bạn khá là nhạy cảm. Và đôi khi rất là dễ bị người âm chọc ghẹo luôn. Căn nhà này là một căn nhà một trệt một lầu. Ở trên lầu thì nó có hai phòng, một phòng lớn và một phòng nhỏ. Riêng cái căn phòng nhỏ thì những cái bức tường của cái phòng này á, được dán lên đó những cái họa tiết hoạt hình rất là nhiều luôn. Bước vào thôi thì cũng biết cái phòng này để dành cho con nít ngủ rồi. Do là cái thời gian đầu á, mọi thứ giống như là giường, nệm nè, nó cũng chưa có đủ nữa. Với lại bạn với bạn trai của bạn đi làm suốt à, thành ra là không có thời gian. Tất cả đồ đạc hai bạn này mới chuyển sang cái phòng lớn, còn cái phòng nhỏ thì hai bạn này để ngủ. Mấy ngày sau rảnh có thời gian á, thì mới từ từ sắp xếp lại, còn cái phòng nhỏ thì chỉ ngủ tạm thôi. Còn ở dưới tầng trệt á, thì là nơi để xe, với lại bạn có nuôi thêm một con chó Alaska nữa. Do là hai bạn này mới vào ở thôi, cho nên cái ông chủ này nè, ổng chỉ đưa cho bạn đúng một cái chìa khóa cửa thôi. Thành ra cho tới 3 ngày sau khi mà hai bạn này dọn vô ở á, cái đêm đó thì công ty của bạn có tiệc, cho nên nó là bạn trai của bạn mới đưa cái chìa khóa này cho bạn giữ. Còn cái anh bạn trai của bạn á, thì ổng đi ra ngoài, ổng đánh game với bạn ổng. Thì cứ tính là bạn cứ đi chơi với công ty đi, khi nào bạn về á, thì bạn mở cửa rồi bạn nhắn cho ổng, ổng về sau. Nhưng mà cho tới lúc bạn này về tới nhà thì do là bạn này say quá say luôn, cho nên nó là vừa nằm xuống giường là bạn ngủ liền luôn, bạn không biết trời trăng gì hết. Thành ra là cái anh bạn trai của bạn á, về đứng ở dưới cửa kêu hoài bạn đâu có nghe đâu. Gọi điện cả trăm cuộc muốn cháy máy luôn bạn cũng không nghe được. Ông mới bỏ đi qua nhà bạn của ổng để mà đánh game tiếp tới sáng luôn. Nhưng mà trong cái đêm đó, bạn chỉ ngủ có một mình thôi. Mặc dù bạn rất là say luôn nha, nhưng mà trong cái tiềm thức của bạn á, bạn vẫn nghe được cái tiếng giống như là có ai gõ cửa ở ngoài, gõ ầm ầm vậy đó. Bạn biết được chắc chắn thế nào cũng có người âm phá mình à. Do là bạn quá say, thành ra là bạn cũng mặc kệ luôn. Nó làm gì nó làm kệ đó. Nó đập cửa rất là lớn, đập ầm ầm vậy đó. Đập 3 lần, mà mỗi lần đập 3 cái. Bạn cảm nhận giống như là cái người này muốn đập để mà thông báo cho bạn biết là ở dưới cửa có người đang muốn kêu bạn vậy đó. Cho tới sáng hôm sau khi mà bạn trai của bạn về nhà, thì ổng cũng quạo cái chuyện hôm qua, cho nên là bạn cũng quên bẵng luôn cái chuyện bị gõ cửa hồi tối hôm qua luôn. Vài ngày sau á, khi mà hai người đã sắp xếp xong hết trơn những cái đồ ở trong phòng này rồi á, thì hai người mới dọn qua phòng lớn ở. Còn cái phòng nhỏ thì chỉ để những cái đồ lặt vặt linh tinh thôi. Xong á thì hai bạn này mới mở một cái tiệc tân gia nhỏ, rồi mời bạn bè của nhau, có bạn bè của anh người yêu của bạn nữa. Mọi người cũng ăn uống nhậu nhẹt bình thường thôi. Nhưng mà cho tới khi tàn tiệc á, khi mà mọi người đã về nhà hết á, thì bất ngờ trong nhóm này có một cái anh bạn, ảnh mới gọi điện thoại cho người yêu của bạn á. Cái anh này là người có căn nha, ảnh rất là dễ thấy ma luôn. Ảnh mới điện cho người yêu của bạn, ảnh nói gì nè: "Hồi lúc nãy tao qua nhà mày chơi á, mày biết tao thấy gì không? Lúc mà tao vừa vô nhà mày á, thì tao thấy dưới bếp nhà mày á, có hai đứa nít nó đang chơi, đang giỡn ở dưới á. Tao mới sợ quá đi, cho nên là tao chạy thẳng lên lầu luôn. Nhưng mà tao sợ mọi người sợ, thành ra là trong cái buổi tiệc đó tao không có kể cho mọi người nghe. Bây giờ về hết trơn nè, tao mới kể cho mày nghe nè." Lúc đó thì bạn này tá hỏa lên rồi, bạn rất là sợ. Bạn mới lấy cái chuyện mà hôm qua bạn ngủ bạn bị gõ cửa, bạn mới kể cho bạn trai bạn nghe luôn. Khi mà sâu chuỗi lại mọi câu chuyện á, thì cái anh yêu của bạn mới nhớ là hồi lúc mà thuê nhà, ông chủ nhà ổng có nói một câu gì nè. Ông nói là: "Trời ơi, cái nhà này biết nhiêu người hỏi mua đó, mà anh đâu có chịu bán đâu. Đa số người ta thuê nhà của anh á, người ta ở được quá lắm là 5-6 tháng à. Tại vì cái nhà của anh nó có lộc, người ta ở đây người ta làm ăn phất lên, thành ra là sau 5-6 tháng là người ta có tiền, người ta mua nhà mới à, người ta trả nhà lại cho anh." Mà sau này khi mà tìm hiểu á, thì mới biết á, là cái căn nhà này do là người ta thuê, người ta bị nhét nhiều quá, cho nên là người ta mới dọn đi sớm, chứ thật sự không có cái chuyện như ổng nói. Ổng còn nói thêm á, là cái phòng nhỏ này á, anh để dành xây cho hai đứa con gái anh ở, cho nên là anh dán những cái họa tiết hoạt hình là bình thường. Cái phòng lớn á, thì anh với vợ anh ở, nhưng mà anh còn căn nhà bên quận 11 nữa, thành ra là bây giờ anh chuyển qua đó anh ở, cái nhà này anh cho thuê lại. Sau khi mà hai bạn dò hỏi những người xung quanh ở đó đó, thì người ta mới nói á, là hai đứa con gái của ổng đã chết từ lâu rồi. Là bà vợ bà quá buồn bã đi, thành ra là bà không muốn sống cho căn nhà đó nữa. Tại căn nhà đó có quá nhiều kỷ niệm của bà với con của bà, thành ra là bà mới dọn đi chỗ khác bà sống. Nhưng mà vong hồn của hai đứa bé đó vẫn còn lẩn quẩn ở trong căn nhà này, thành ra là bạn mới gặp những cái hiện tượng như thế đó. Bạn còn kể thêm á, là nhiều khi bạn trai của bạn ở dưới tầng trệt để mà cho con Alaska nó ăn á, thì ổng mới nghe trên lầu á, có những cái tiếng bước chân nó chạy qua chạy lại giữa hai căn phòng ở trên lầu á, giống như là có ai đang chạy giỡn hớt với nhau vậy đó. Còn nhiều đêm á, khi mà hai bạn đang nằm ở trong phòng á, thì nghe con chó ở dưới tầng trệt á, nó cứ sủa hoài luôn, nó sủa liên tục luôn. Khi mà bước ra ngoài để mà coi như thế nào á,
thì thấy con chó giống như là nó đang giỡn với ai vậy đó. Còn có lần á hả, hai bạn chứng kiến luôn là con chó nó cứ nhìn chằm chằm vô bức tường, nó sủa hoài luôn. Hai bạn rất là sợ, rồi cũng tự trấn an và nói là thôi đừng có sủa nữa, ai bên đó thì đi ra đi chứ giờ nó sủa hoài sao tụi con ngủ được. Nói xong á, nó sủa một hồi nữa nó mới dứt. Rồi hai người sợ quá trời sợ rồi chạy thẳng một mạch lên lầu luôn. Bạn cũng có nói với anh bạn trai của bạn á, là nói anh ơi, thôi bây giờ em thấy sợ quá à, mình dọn chỗ khác đi anh, chứ ở cái phòng này em thấy bất an quá à. Nhưng mà anh kia thì anh khuyên bạn thôi mình gán ở đi em, tại bây giờ mình cũng mới chuyển qua, đồ đạc cũng còn lu bu lắm. Chắc là tại mình mới ở, mình chưa cúng kiến, mình xin người ta cho nên là người ta mới quậy vậy thôi. Bây giờ mình xin người ta đi chắc không sao đâu. Hai người mới mua đồ về cúng, xin người ta cho mình ở đó. Bắt đầu từ đó hai bạn rất là sợ luôn, không có đứa nào dám ở nhà một mình hết. Đi làm cũng làm về chung, nói chung là đi đâu cũng về chung hết, không có dám ở nhà một mình. Mặc dù không còn thấy nữa, nhưng mà bạn vẫn luôn có cảm giác giống như là có ai nhìn mình chằm chằm ở trong căn nhà đó vậy đó. Ở được nửa năm á, thì hai người mới chia tay và dọn ra ở riêng luôn. Lâu lâu á, thì bạn có đi ngang đoạn đường đó, bạn có nhìn vào căn nhà này á, thì bạn thấy căn nhà này đã có người thuê rồi. Chủ mới này á, người ta thắp nhang đèn sáng cả tầng trệt luôn. Qua câu chuyện này á, thì bạn cũng muốn nhắn gửi một thông điệp với mọi người á, là khi mà chúng ta ở trọ hay ở đâu đó thì cũng đều phải nên xin phép người ta. Bởi vì bất cứ nơi nào, ở đâu cũng đều có chủ cả. Còn các bạn thấy câu chuyện này như thế nào, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Bye bye.